Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hacom. Các bạn ơi, năm học mới sắp bắt đầu rồi, các bạn 2K4 chuẩn bị đi học rồi. Bây giờ để không bị gọi là downtrend, không bị lạc hậu so với bạn khác thì kiểu gì đi học chắc chắn là các bạn cũng sẽ phải làm bài tập rất là nhiều, bài tập nhóm này, phải thuyết trình, phải làm PowerPoint này. Việc có cho mình một cái PC hoặc là nhất là một cái laptop kiểu cầm đi cầm lại nó vô cùng là thuận tiện nhá. Và chắc chắn là trong những cái dịp mà kiểu back to school như thế này thì các hãng cũng sẽ có rất là nhiều những cái ưu đãi dành cho các bạn nếu như là các bạn mua laptop hay là mua những cái đồ linh kiện máy tính. Đấy, thì ngày hôm nay thì tranh thủ cái thời điểm mà mọi người chuẩn bị sắm sửa những cái nhu cầu đấy tăng cao thì bọn mình sẽ mang đến cho các bạn một vài cái sự lựa chọn. Đầu tiên thì chắc là cái máy tính được mua nhiều nhất ấy, sẽ là chắc chắn là những cái máy tính mỏng nhẹ văn phòng dành cho học sinh sinh viên ra văn phòng, bởi vì là nó không cần quá có những cái hiệu năng quá là tối ưu, chỉ cần nó đủ khỏe, đủ mượt, đấy, đủ đẹp và đủ cổng kết nối để mình có thể kết nối được với các thiết bị ngoại vi khác như là máy chiếu để sử dụng trong việc học tập và làm việc. Vậy là quá ok rồi. Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu laptop văn phòng, giá cũng tương đối là phải chăng, đến từ Acer. Và mẫu này thực sự là có một cái chất lượng build cũng như là cái màu sắc hiển thị trên màn hình khá là tốt và mình rất là muốn recommend cho mọi người. Đó chính là Acer Swift 3 SF314. Thực ra dòng này nó có cả 313, 315 nữa, nhưng mà con 14 inch là mình thấy phù hợp nhất. Nó vừa đủ, nó không quá to, nó không quá nhỏ mà nó vẫn có thể hiển thị và phục vụ được tốt cái nhu cầu làm việc của các bạn. Em này thì sẽ có lớp vỏ được làm hoàn toàn bằng nhôm luôn, thế nên là chất lượng build của nó cũng tương đối là chắc chắn. Tất nhiên rồi, bởi vì nó hướng đến cái yếu tố mỏng nhẹ, thế nên là nó không thể kiểu vẫn có cái hiện tượng flex nhẹ, nhưng mà toàn bộ cả là mặt A, B, C, D đều làm bằng nhôm, bằng kim loại là đã là một điểm cộng của em này rồi nhá. Còn về ngoại hình thì nó cũng rất là thanh lịch và đẹp, bởi vì nó là màu bạc như thế này thì nó sẽ trắng sáng này, với cả là nhìn cái đường viền của nó rất là mỏng manh. À, không dùng từ mỏng manh thì không hợp lý lắm, nó rất là mỏng kiểu như thế. Và mình thấy là màu sắc như thế này cũng như cái kiểu thiết kế khá là unisex như thế này thì nó sẽ phù hợp dành cho cả nam và nữ được. Con này thì về ngoại hình mình không có gì để chê nhá, mình thấy mọi thứ đều ổn, bàn phím có LED 14 inch vừa phải, có webcam làm bằng nhôm, chất lượng build ổn. Màn hình của em này thì trừ cái độ sáng ra thì mọi thứ mình sẽ đánh giá rất là tốt. Đầu tiên là về cái viền này, mỏng, có webcam. Webcam của Acer thực sự nó không quá sáng vì nó phụ thuộc vào cái độ sáng của tấm nền này, nhưng mà cái mắt chi tiết của nó lại khá là ổn. Có nghĩa là hình mặt mũi mình lên trông được thật ấy, nó không bị lật này, nó không bị sai lệch quá. Đấy, còn về màu sắc, con này màu sắc rất là chuẩn nha. Theo như thông số mình đã kiểm tra được thì nó là 100% sRGB này. Ôi, rồi nó có cả tất cả những cái giải màu khác, ví dụ như là DCI-P3 cũng được 78% này, rồi là Adobe RGB cũng được 77%. Nhưng mà nếu mà chỉ nhu cầu giải trí thì 100% sRGB là đủ rồi, là đủ để có thể nịnh màu sắc của các bạn, vừa để xem phim rồi là chiêu chiêu trong cái căn phòng tối thì sẽ càng hợp lý hơn nhá. Em này thì là Full HD thôi và sở hữu tấm nền IPS. Đây, webcam thì ở vị trí rất là bình thường, đó là ngay cái mặt trên cùng này của máy. Về bảo mật thì em này cũng có cả vân tay nữa. Nút vân tay là cái nút màu đen ở bên cạnh bàn phím này, bên trên cái tem Swift 3 này. Còn về bàn phím và checkmark thì mình sẽ khen bàn phím nhiều hơn. Bàn phím em này trong một cái vỏ máy 14 inch thì nó sẽ là phiên bản thanh ghi LED và nó có LED trắng thông thường thôi, bởi vì nó không phải là gaming mà. Đấy, thì cái cảm giác gõ ở phím này khá là tốt, độ nảy tốt này, hành trình phím không quá là sâu đâu nhưng mà vẫn ổn. Và cái cách sử dụng bàn phím chung của Acer mình thấy là những cái phím F thì chúng ta sẽ ấn thêm FN, như vậy là đều có thể sử dụng được, hầu như con nào cũng thế, đa số mình thấy là như vậy. Còn về checkpad thì nó hơi nhỏ, nó vẫn nhạy thôi nhưng mà nó hơi nhỏ so với mình, và mình nghĩ là dùng nếu mà những cái thao tác mà nó đa dạng hơn thì dùng chuột ngoài sẽ ổn hơn. Còn nó vẫn có đủ thao tác 2 ngón, 3 ngón đầy đủ cho mọi người. Về các cổng kết nối thì em này không quá là nhiều nhưng cũng đủ đa dạng, có hai cổng USB Type-A ở hai bên này, một cổng Type-C ở phía bên trái của mình đây, một cổng HDMI cũng ở bên trái này, còn bên phải sẽ có thêm một cái rắc cắm tai nghe 3.5 nữa. Cái củ sạc của em này cực kỳ nhỏ luôn đó mọi người, cái rắc cắm cũng nhỏ mà cái củ của nó cũng nhỏ luôn. Và mình thấy con này rất là phù hợp với văn phòng bởi vì sao pin của nó thì mình qua một cái mấy ngày mà mình trải nghiệm sử dụng, mình thấy pin của nó mà nếu mà để ở chế độ mà tiết kiệm pin ấy, dùng được rất là lâu. Mình xem YouTube với cả mình làm kịch bản khoảng cỡ 2-3 tiếng buổi chiều, nó chỉ tụt khoảng cỡ mười mấy 20% thôi, như thế mình thấy cực kỳ ổn nhá. Cộng thêm với đó nữa là cái cấu hình của em này sở hữu là Ryzen 5 5500U, mà chip U cũng là một chip tiết kiệm điện nữa, thế nên mình nghĩ là em này nếu mà các bạn sạc đầy mang ra ngoài mà chỉ để làm văn phòng thì có thể đáp ứng được một ngày làm việc dài của mọi người luôn, không cần phải mang theo sạc luôn, rất là tiện. Còn về cấu hình thêm nữa thì em này sẽ có 16GB. 16GB là rất nhiều cho một chiếc máy tính văn phòng mọi người biết không, có nghĩa là các bạn có thể mở hàng chục tab Chrome vân vân và mây để làm việc và không sợ bị tràn RAM, không sợ bị lag. Bây giờ thì mình nghĩ tiêu chuẩn 16GB ở một chiếc laptop văn phòng cũng là cần thiết, bởi vì thực sự dân văn phòng mở rất là nhiều tab để có thể làm việc đa nhiệm luân phiên. Ngoài ra thì em này sẽ không có card rời này, sẽ chỉ có card onboard thôi này.
Còn về ổ cứng thì nó sẽ có những cái nhiều dung lượng tùy chọn cho các bạn. Phiên bản ở trên màn mình đây sẽ là 512GB SSD nhé. Còn nếu như các bạn là một sinh viên ngành gì đó mà yêu cầu nặng hơn, ví dụ ngành lập trình, ngành công nghệ điện tử thông tin vân vân, mà các bạn thích có nhu cầu giải trí chơi game thì các bạn có thể tham khảo thêm là những mẫu khác của Acer nữa, ví dụ như là Acer Aspire 7 này, hay là Acer Nitro 5 Tiger mới nhất. Thì chúng mình gần đây hơn một tháng thì chúng mình cũng đã có một cái video review và so sánh chung cả hai em này trong một video rồi, thì các bạn có thể tìm lại, hoặc là mình sẽ để cái link sản phẩm đấy của Hoàng review ở dưới phần mô tả của video này nhá. Đấy, mọi người thích thì mọi người có thể tham khảo link đấy để truy cập vào cái sản phẩm đấy. Bởi vì là trong cái thời điểm back to school này, từ hết tháng 8, từ đầu tháng 8 đến hết tháng 10 thì Acer đang có cái chương trình rất là khuyến mãi dành cho các bạn trở lại trường học, đấy là mua những cái sản phẩm laptop văn phòng, ví dụ như là con Swift 3 trên màn mình đây, hay là dòng SFX này, hay là những cái con gaming như là Acer Nitro 5 này, hay là Aspire 7, thì các bạn sẽ có cơ hội là được tham gia vào cái chương trình bảo hành là 2 năm cộng với cả 3S1, 3S1, có nghĩa là trong 3 ngày mà không sửa được cho các bạn là cho nguyên các bạn một con mới luôn á. Đấy, rất là xịn. Còn riêng với dòng gaming thì các bạn sẽ được tặng thêm cả một cái bàn phím cơ đi kèm nữa, đó là Predator Ether 301 thanh keyless. Đây, mình sẽ để hình ảnh ở đây cho mọi người nha. Đấy, nhìn đây chính là con bàn phím đấy được tặng kèm trong cái hai sản phẩm laptop gaming. Ngoài ra thì còn hai dòng nữa áp dụng, đó chính là Predator Helios 300-500 này, và thêm nữa là dòng Triton 300 hoặc là Triton 500 SE nữa nha mọi người. Đấy, cứ mua một trong mấy sản phẩm đấy là chắc chắn các bạn sẽ nhận được một trong những khuyến mại, cộng thêm nữa là còn bốc thăm trúng thưởng nữa. Đấy, có nghĩa là 100% trúng quà luôn, sẽ có rất là nhiều những cái giải thưởng, móc khóa này, khẩu trang Predator này, rồi nón snapback của Predator này, áo khoác này, ba lô này, các bạn chắc chắn sẽ trúng một trong những cái quà tặng đấy. Vì thế mà các bạn có thể ra một cái chi nhánh Hacom gần nhất và tặng ngay cho mình một chiếc laptop, có thể là dành cho dân content làm việc cũng được, có thể là dành cho gaming cũng được, hoặc là dành cho văn phòng như con Swift 3 rất là đẹp, rất là chắc chắn ở trên màn mình đây, thì các bạn đều có cơ hội nhận được ưu đãi đấy. Và rất mong là các bạn sinh viên mới, các bạn 2K4 sẽ có một năm học thật là bùng cháy với những chiếc laptop thật bùng cháy nha. Đừng quên là ủng hộ những cái video tiếp theo của Hacom. Còn bây giờ thì xin chào và mong sớm gặp lại trên Hacom.